quý cô chú, anh chị và các bạn, đây là lần đầu tiên Minh Tú được thưởng thức món cua nướng. Nếu như so với các món ăn khác làm từ cua như là cua luộc, cua nấu chao hay cua rang me thì món cua nướng này có một hương vị rất là đặc biệt. Nó có một vị thơm và ngọt đặc trưng mà không thể nào nhầm lẫn với những món khác. Và cua Cà Mau từ lâu đã nổi tiếng là rất là thơm và ngon. Nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn có dịp được đến với vùng đất Cà Mau thì đừng quên dành thời gian để trải nghiệm bắt cua và thưởng thức các món ngon làm từ cua, đặc biệt là cua nướng nhé. Mình hay nướng ngoài rừng như luôn anh, hay là mình có đem về nhà rồi thỉnh thoảng làm món này kia không? Thỉnh thoảng cũng nướng ngoài rừng vậy, rồi cua về nhà xào nấu gì luộc vậy đó. Tại sao mà mình lại chọn cái nghề săn cua này vậy anh? Cái này là cái nghề của anh là... Ai chứ? Kiếm thêm thôi. Cảnh đổi anh đi mà làm nghề này kiếm thêm. Trong lúc cảnh đổi khí lực cua sôi thì con cua nó sôi thì dễ kìa, con cua nó dễ kìa, con cua nó chín nó dễ kìa. Mưa nắng thất thường thì có bữa được quá không anh ha, bữa nhiều bữa ít. Cua này như vậy thì mình bán được 1 ký bao nhiêu anh hả? Thường thường thì cua có giá, nhưng cấp này nó cua nó có giá ít á. Cua cơ bản ba khía anh ta đừng chở nhiều quá, chở nhiều quá mà nó sẵn bỏ cua kia luôn anh, cho bà ba khía ba kẹp em con này em để vô luôn nha anh. Rồi mỗi lần hai ba đến đấy rồi vùng cua nướng là có thiệt. Mình cua này mới nó khỏe quá trời, nó hình nó chết thôi chứ còn để nướng sống nó cũng kệ kỵ. Hát, độc hát. Rồi, coi, đứng dính nè. Tàn nhẫn với động vật. Lấy hình chính thôi, hình mà nó hàng chính thôi. Thấy nè, có dao mà đâm nó chết thì nó sao? Cũng đụng càng, nghĩ cũng đụng càng á. Hỏi là cô này làm được những món gì? Rồi, chơi luôn. Ngoài mà nướng như vậy thì cô này mình còn làm được món gì mà ăn độc đáo, ăn ngon nữa không anh? Cô này mình còn ngoài nướng, có thể mình ăn me. Hồi trước em có nghe nói là cô nấu chao á, em thấy nó lạ quá. Nhưng mình còn có nấu chao thiệt hả anh? À, đúng. Còn ngoài nấu chao ra mình còn có thể xào nấu canh được cũng được. Dạ. Nướng lẩu rồi được mà. Được, người ta thường người ta nói có nướng lẩu cua đó. Dạ. À, mình làm sao để mình biết nó chín rồi vậy anh? Thấy nó đỏ lên này nè. Lấy cái dây luôn mà. Cái dây. Hỏi hỏi để nó chín lúc đi. Lấy dây. Nhưng mình thấy cua cua cạp luôn. Hết cạp luôn. Bên càng. Trời ơi, có thẻ không? Thẻ gì nữa? Máy nào thẻ nữa? Máy là thẻ. Hỏi chưa ơi? Đuôi lòng gió nở. Cũng chắc gì trải nghiệm. Ngày nào cũng đi trải nghiệm là phải cái có gì đó điên điên chứ. Chưa? Chị chụp cho em tấm hình mà rồi tạo làm cho em một cái gọi là
cho ra cái album tổng hợp những ngày lê lết với cặp em. Quay chụp hình nó quay được có ấy, để là hồn kỳ đó, nó cua rồi. Thì cà mát cái gì nó cua. Em chưa các bạn giúp chị Thơm, anh nói gửi danh thiếp cho em, anh nói gửi danh thiếp cho em mấy tháng trời rồi đó chị. Nó cố tình nó không gửi đâu cưng ơi. Anh nói được các bạn Facebook chị đâu, không có chơi Facebook đâu. Đúng rồi đó, chị không chơi gì. Rồi cái nó để anh gửi danh thiếp Zalo cho em. Tới giờ. Trời ơi, từ từ không nổi không. Chụp rồi tôi đứng đầu chụp, tôi phóng xuống luôn. Trời, những người hậu kỳ như chị Thơm. Đứng đầu luôn. Cực hơn gì mà không được thấy mặt hả chị? Ôi, bà. Mấy cái này em sợ nó chín rồi nó khô lên luôn. Cái này chín rồi nè. Em vớt ra. Cho nó vô. Trời. Cái mình chưa chín, cái hai cái càng này nó đã chín. Cái nào chín rồi lấy ra đây. Cho anh sắp gọn gọn này xíu anh. Ừ, nó dậy kìa. Cho nó gọn chỗ đẹp đấy. Quay thăm bà lát nó luôn nha. Không rồi nó không queo ăn uống gì nữa. Cái này nó chảy luôn. Em đã nghĩ ra được một câu rất là hay để cảm nhận cái này. Thưa quý cô chú anh chị và các bạn, người ta nói nhất nước nhì xào, nhất nướng nhì xào, tam chiên tứ nấu. Đúng rồi, cái gì nướng nó cũng ngon. Sôi bọc vua. Sao anh nói lại câu đó ai? Hả? Nói lại câu đó ai? À, vậy nói hả? Nói đi. Nhất nướng nhì chiên tam xào tứ luộc. Nhất nướng nhì chiên tam xào tứ nấu. Nhớ để cho anh ăn thức nghe. Nói luôn, chẳng vô luôn. Bây giờ là người ta nấu luộc ăn không ngon. Sôi bọc vua quá trời. Món ngon nhất là món hấp á. Mình luộc nhiều luôn anh. Mình nướng nó giữ nước, còn mình luộc nó. Luộc cái nó ra nước rồi cái nó lạc bớt. Mà nói chung bớt cái món nào cũng vậy. Dạ đúng rồi. Cứ nướng là ngon à. Mà nhanh gọn nữa. Đập không bể gì hết trơn á. Nào mình đi bắt này có khi này mình đi cả ngày vậy đó anh ha. Có khi nào mình đi ban đêm không? Ít khi ban đêm. Ban đêm mình có bắt được đúng không anh? Ban đêm thì mình thả lờ. Ban đêm này đi kiếm hang này kia cũng khó anh ha. Làm sao mà ban đêm mình có lờ. Dạ. Wow. Rồi giờ anh ra đây. Dạ. Dạ. Cầm lên nơi. Sao? Cầm lên trên nước để ra. Nước để. Rồi. Cái này cũng bể rồi anh hả? Dạ thì mình ăn cái game cho vui. Cái này ăn gì cũng ngon à, nó phải có thêm trứng muối. Minh Tú xin phép được thay mặt kênh Nghề Nông gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn quan tâm đến những nội dung trong lĩnh vực nông nghiệp, muốn biết thêm về các mô hình trồng trọt, chăn nuôi đơn giản nhưng hiệu quả, hoặc là muốn biết về các hoạt động lao động sản xuất của những người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thì đừng quên nhấn đăng ký kênh Nghề Nông nhé. Và bây giờ Minh Tú xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.